hệ tiêu hóa, đặc biệt là đường ruột, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của cơ thể. Tuy nhiên, có một số thói quen hàng ngày vô tình làm tổn hại đến đường ruột và làm suy yếu chức năng của nó. Hãy cùng tìm hiểu bốn thói quen phổ biến có thể ảnh hưởng xấu đến đường ruột. Một, Chế độ ăn ít chất xơ. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hoạt động khỏe mạnh của đường ruột. Chế độ ăn ít rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, dễ dẫn đến táo bón và làm suy giảm hoạt động của ruột. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, giúp phân di chuyển dễ dàng qua hệ tiêu hóa, đồng thời nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong ruột. 2. Thói quen ăn nhanh, nhai không kỹ Khi ăn nhanh và nhai không kỹ, thức ăn chưa được tiêu hóa kỹ ở miệng, sẽ tạo áp lực cho dạ dày và đường ruột. Thức ăn không nhuyễn khó tiêu hóa hoàn toàn, dẫn đến việc tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, đầy hơi và khó chịu ở bụng. 3. Sử dụng thuốc kháng sinh quá thường xuyên. Thuốc kháng sinh thường được sử dụng để điều trị nhiễm trùng, nhưng lạm dụng chúng có thể làm hại hệ vi sinh đường ruột. Kháng sinh không chỉ tiêu diệt vi khuẩn có hại mà còn loại bỏ cả vi khuẩn có lợi trong ruột, gây mất cân bằng hệ vi sinh và làm suy yếu hệ miễn dịch đường ruột. 4. Căng thẳng stress kéo dài. Stress và căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tác động tiêu cực đến đường ruột. Căng thẳng kéo dài làm tăng nguy cơ các bệnh về dạ dày và ruột như viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích IBS hoặc tiêu chảy. Khi căng thẳng, cơ thể tiết ra hóc môn cortisol gây rối loạn hoạt động của hệ tiêu hóa. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng